Cano, này, đã có tường ớt tròn 5 vị mới. Wow, Cano còn có tường ớt hả vợ? Với ớt tươi lên men tự nhiên, tỏi ngâm giấm, hương hành phi thơm, hòa quyện trong công thức tỷ lệ vàng của Cano. Không chỉ cay, mà còn ngon tròn vị. Tường ớt Cano, ngon quá mẹ ơi. Tường ớt Cano mới, cay ngon tê tê, chấm là mê.